Cuộc sống khó khăn, bệnh tật của Siêu Black ở tuổi 50, Họa Mi Núi Rừng cho biết, thời gian qua chị chủ yếu hát ở nhà thờ, thu nhập giảm trong khi bản thân đang mắc nhiều bệnh. Siêu Black cho rằng, chị sống được đến hiện tại là nhờ niềm tin, có những lúc chị tưởng như mất tất cả, không thể cất cao giọng hát trời phú. Cũng nhờ niềm tin vào cuộc sống, chị sống thanh thản dù sức khỏe yếu vì mắc nhiều bệnh. Sau thời gian ở ẩn tại Kon Tum, vì sao chị quyết định chọn game show Hát Cùng Mẹ Yêu để trở lại? Tôi ở nhà lâu quá nên cũng buồn, có chương trình tham gia thì tâm trạng sẽ vui hơn, đặc biệt là có con trai đồng hành. Tôi chơi cho vui, chứ không nghĩ mình sẽ vào vòng nào, con trai tôi còn không biết hát. Cuộc đời có quá nhiều điều buồn phiền nên tham gia chương trình sẽ có thêm điều gì vui vẻ hơn. Xa Sài Gòn phồn hoa, trở về với núi rừng Kon Tum, cuộc sống của chị thế nào? Tôi sống ở quê, nhưng khi có việc thì vẫn về Sài Gòn. Tôi đi hát gần 30 năm rồi, nên có tiếp tục hát nữa hay ở nhà thì cảm giác không thay đổi. Việc đi hát với tôi cũng không còn quá quan trọng, mà chủ yếu là gìn giữ sức khỏe. Vài năm nay, sức khỏe của tôi yếu hơn trước nhiều. Trước đây, tôi ngồi bao lâu cũng được, hát vài tiếng cũng không sao. Còn bây giờ thì bị mệt thường xuyên, chứng kiến các đồng nghiệp ra đi sớm, nhất là những người mới tham gia chương trình cùng mình, nhưng đã mất, tôi buồn và rất sốc. Đôi khi tôi tự hỏi, có lẽ mình cũng có ngày như họ, mới hát đó thôi, nhưng hôm sau đã thông báo tin của mình rồi. Dù không mặn mà ánh đèn sân khấu, nhưng hát vẫn là liều thuốc tốt nhất, giúp tôi quên đi việc mình đang bị bệnh. Cụ thể bệnh tình của chị thế nào? Hồi trẻ tôi chủ quan sức khỏe quá, nên không chú ý giữ gìn, sau này lớn tuổi sức khỏe giảm sút nghiêm trọng. Nhiều năm qua tôi khổ sở vì bệnh mất ngủ trầm trọng. Mỗi đêm tôi ngủ nhiều nhất là 30 phút, mấy năm nay tôi thường thức đến 5 giờ sáng, ngủ một chút là 6 giờ đã dậy. Thời gian qua có người em mua thức ăn dinh dưỡng cho tôi, nhờ đó cơ thể đỡ mệt mỏi. Ban đầu tôi không có ý định tới bệnh viện vì sợ khám ra bệnh, nhưng không đi không được. Khám xong tôi tá hỏa khi nghe bác sĩ kết luận mình mắc quá nhiều bệnh. Hiện tôi bị rối loạn tiền đình, huyết áp cao, tiểu đường nặng. Nếu không chữa trị và nhịn cơm thì tiểu đường sẽ qua tiếp 3. Tôi rất sợ những biến chứng của căn bệnh này. Sức khỏe không tốt, ai là người ở bên cạnh chăm sóc chị? Tôi ở với hai con trai, ngoài ra còn có chị hai là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Ba mẹ mất sớm nên chị thay họ chăm sóc tôi, nếu không có chị tôi không biết sống sao. Ban đầu nhận được lời mời của ban tổ chức Hát Cùng Mẹ Yêu, tôi phải thuyết phục Siêu Mạnh đi thi, nhưng con sợ sức khỏe của tôi không tốt nên không đồng ý. Con trai thi lần này cũng vì chiều theo ý tôi, mong mẹ bớt buồn và nhớ sân khấu. Về Kon Tum sống, ít đi hát, thu nhập của chị giảm, chị bị áp lực về tiền bạc thế nào? Đương nhiên, thu nhập hiện tại không bằng ngày xưa, nhưng tôi vui vì điều đó. Không đi show, tôi chỉ hát cho các chương trình của nhà thờ, được hát trong nhà thờ như sống trong tình yêu thương của Chúa. Tâm hồn của tôi thoải mái, nhẹ nhàng hơn. Nếu không có niềm tin đó, tôi không thể sống được đến bây giờ. Chuyện nợ nần trước đây, chị đã giải quyết xong chưa? Tôi không muốn trả lời câu hỏi liên quan đến tiền bạc này. Hành động tưởng vô cảm lại thể hiện trọn tấm chân tình sau việc dành cho người thân quá cố. Nhiều người không khỏi ngẹn ngào khi hiểu những hành động tưởng chừng vô tâm, vô cảm lại chứa đựng tình cảm trân quý sau việc dành cho những người thân quá cố của mình. Khi chứng kiến hình ảnh người thân yêu ra đi, không ai là không đau khổ buồn bã. Thoáng nhìn, có thể những hành động này của các sao Việt sẽ khiến công chúng hiểu nhầm, nhưng một khi đã thấu rõ, chúng ta càng cảm thấy trân trọng hơn tấm lòng trân quý mà các sao Việt dành cho người thân yêu của mình. MC Kỳ Duyên ăn vận trang điểm cầu kỳ. Mới đây, dư luận và công chúng đều bày tỏ niềm thương tiếc trước sự ra đi bất ngờ của bà Đặng Tuyết Mai, mẹ MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên, người phụ nữ là biểu tượng nhan sắc Việt một thời. Người mẹ xinh đẹp của sao Việt MC Kỳ Duyên vừa qua đời do ung thư phổi. Trong lễ tang mẹ, nữ MC đã có hành động rất đặc biệt. Sáng 28 tháng 12, theo giờ Mỹ, linh cữu của mẹ MC Kỳ Duyên đã được đưa đến an táng tại California. Trước khi đưa tiễn mẹ về với đất, nữ MC hải ngoại đã gây sự chú ý đặc biệt khi diện áo dài đen, đeo trang sức, búi tóc và trang điểm cầu kỳ. Tuy nhiên, theo người bạn của nữ MC cho biết, trước khi qua đời, bà Tuyết Mai nhắn gửi tâm nguyện khi gia đình lo tang lễ của mình rằng cô Mai muốn Kỳ Duyên phải giống cô từ quần áo cho đến make up và tóc. Cô muốn mọi người đến thăm cô lần cuối phải ăn mặc thật đẹp, sang trọng, phải vui và không được khóc. Và MC Kỳ Duyên đã thức dậy từ sáng sớm để chuẩn bị mọi thứ và thực hiện tâm nguyện này của mẹ.
Đàm Vĩnh Hưng, đám tang bà ngoại mà vẫn phải chạy xô. Nhắc đến ông hoàng nhạc Việt, không ai không biết đến tuổi thơ cơ cực, gian khó, khi mà nước mắt nhiều hơn nụ cười, nỗi đau và mất mát nhiều hơn niềm vui. Đến tận lúc này, khi đã thành công vang dội trong sự nghiệp, tên tuổi được công chúng khắp nơi biết đến, Mr. Đàm vẫn không khỏi rơi nước mắt nghẹn ngào khi nhớ về những năm tháng đã qua. Rất nhiều ca sĩ trẻ mới vào nghề hay vướng xô và hủy vì không cân bằng được thời gian. Nhưng những nghệ sĩ như Hân thì không có lý do gia đình hay sức khỏe nào có thể mang ra ngụy biện để hủy xô cả. Ốm đến đâu cũng lết lên sân khấu hát, rồi xong về ngủ tiếp, nam ca sĩ chia sẻ. Anh nghẹn ngào, đâu có ai hẹn được ngày chết, Hân có thể nói rằng hôm nay nhà có tang để xin nghỉ. Nhưng như vậy không chuyên nghiệp, không phải cứ nằm đó khóc lóc than thở mới là thương. Bà ngoại thương mình thì sẽ hiểu Hân phải đảm bảo sự nghiệp, người không hiểu sẽ nghĩ Hân không thân với bà ngoại. Vợ Duy Nhân bình tĩnh trong đám tang. Chỉ 4 tháng sau khi kết hôn, nam người mẫu diễn viên Duy Nhân phát hiện bị ung thư. Khi hỏi về tâm trạng biết tin chồng mới cưới mắc bệnh nặng, cô gái trẻ Kiều Anh, vợ Duy Nhân chạnh lòng, đôi mắt hoen đỏ. Cô cho biết, em buồn lắm, mọi thứ đến nhanh và bất ngờ quá, em cũng khóc nhiều, nhưng sau khi lau nước mắt, em lại nhắc mình phải mạnh mẽ hơn. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn này cũng cho biết, mình chỉ buồn thương khi biết chồng bị bệnh chứ chưa bao giờ hối hận khi cưới Duy Nhân. Suốt 3 ngày diễn ra đám tang của Duy Nhân, nhiều người chứng kiến hình ảnh người vợ trẻ đầy nghị lực, nét mặt bình thản. Rất ít khi thấy cô rơi lệ, cô đã nén lại mọi đau thương trong lòng, cùng người thân trong gia đình lo đám tang chu đáo. Không phải cứ khóc mới là khổ đau buồn bã, ẩn sâu trong đó vẫn là sự thẫn thờ vô hồn khi số phận quá nghiệt ngã đã cướp đi người đàn ông mình yêu thương nhất. Chia sẻ về việc tại sao mình vẫn giữ được bình tĩnh trước sự ra đi quá lớn ấy, Kiều Anh cho biết, em không khóc nổi nữa, thôi thì đành bước tiếp vậy, cứ ngỡ là mơ, cảm giác anh còn đang nắm tay đi cùng em. MC Anh Tuấn dẫn đầu đoàn mô tô diễu hành trong đám tang Trần Lập. Sau gần nửa năm chống chọi với ung thư, nhạc sĩ Trần Lập đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 17 tháng 3, 2016. Ra đi khi tuổi đời còn trẻ, anh để lại niềm thương tiếc vô hạn cho gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và khán giả yêu nhạc cả nước. Sau lễ viếng và truy điệu, đoàn biker trong trang phục nghiêm trang đưa thủ lĩnh nhóm bức tường từ nhà tang lễ qua nhà riêng lần cuối và đến công viên Nghĩa Trang Thiên Đức, Phú Thọ. Đây là ý tưởng của MC Anh Tuấn, người bạn thân có cùng sở thích xe cổ với Trần Lập. Cuộc diễu hành trong đám tang Trần Lập được MC Anh Tuấn kêu gọi như một hành động mà anh và những người chơi xe thực hiện để tưởng niệm rocker quá cố. Cuộc sống của vợ cũ Hồ Quang Hiếu đã sang chảnh, nhìn Bảo Anh lại càng choáng hơn. Dù sống sang chảnh cỡ nào thì Ivy cũng khó lòng đọ lại được với Bảo Anh. Là ca sĩ khá đắt xô và là chủ nhân của các bản hit đình đám, Bảo Anh đã có một chỗ đứng trong showbiz Việt. Số cát xê kiếp được tuy không thể so sánh với những đàn chị như Hà Hồ, Minh Hằng, nhưng cũng giúp cô có cuộc sống trong nhung lụa. Ngoài những giây phút bận rộn với công việc và phiêu trên sân khấu, thì Bảo Anh cũng khá thảnh thơi, cô chọn lối sống vừa làm vừa hưởng thụ, không quá tham công tiếc việc như nhiều ngôi sao khác. Nhìn cuộc sống sang chảnh của nữ ca sĩ, bất cứ ai cũng phải thấy thèm thuồng và ngưỡng mộ. Cứ có thời gian rảnh, Bảo Anh lại tranh thủ đi du lịch đây đó để nạp lại năng lượng cho bản thân. Không chỉ trong nước, cô còn đặt chân đến vô số quốc gia trên thế giới. Bảo Anh vừa đến Hàn cùng bạn trai Hồ Quang Hiếu, Dubai, Sydney, Nhật Bản và một số quốc gia ở châu Âu. Kết hợp với lịch diễn nên cô cũng có cơ hội thăm thú nhiều vùng đất nổi tiếng. Bên cạnh đó, Hồ Quang Hiếu là một người có sở thích du lịch bất tận nên có lẽ cũng vì thế mà cô có thêm nhiều chuyến đi cùng người yêu. Đi đâu cô nàng cũng chọn khoang hàng sang trên máy bay. Chỉ sau gần một năm chạy xô và tiết kiệm, nữ ca sĩ trẻ tậu được chiếc xế hộp mới sang trọng của hãng Audi có giá 2,7 tỷ đồng. Trước đó, Bảo Anh đã tự mua chiếc Ford có giá 1 tỷ. Ngọc Trinh ngày càng rạng rỡ, vợ chồng Trấn Thành tất bật chạy xô. Ngọc Trinh khoe lại bức ảnh rạng rỡ ở Nhật kèm lời chúc mừng năm mới đến các fan. Người đẹp phòng eo 56 diện bộ đồ trắng trong những ngày ở Nhật cùng tỷ phú Hoàng Kiều. Harry ôm chặt ông xã Trấn Thành đầy tình tứ, dù vừa làm đám cưới nhưng cả hai vẫn chăm chỉ chạy xô. Thanh Hằng thử nghiệm trào lưu chụp ảnh với ứng dụng Snow đang làm mưa làm gió. Cô viết, cũng trào lưu lắm, tin muốn xỉu, tự thấy quá ảo.
Công viên Thủy Tiên chọn Sapa là điểm đến trong chuyến du lịch đầu năm. Cảm giác ôm người yêu trong mây mù thật thích. I love Sapa, Happy New Year cả nhà. Subeo ngủ gục trên vai Ba Cường, doanh nhân Cường Lola viết, chính thức ngất sau một ngày vui chạy nhảy đủ các thể loại. Thảo Trang khoe con cùng Captain tổng kết điều hạnh phúc nhất trong năm. Năm qua bội thu với cục vàng này, năm nay chắc chắn sẽ rất vui. Mỹ Tâm nhí nhảnh tạo dáng tuổi teen, nữ ca sĩ chia sẻ, giờ mới xong việc, chúc mừng năm mới nha các bạn. Oh yeah, tháng này là tháng của mình nha nha nha, thả tim bay lộng gió. Bình Minh cùng con gái cưng gửi lời chúc đầu năm cho những người theo dõi Facebook của nam diễn viên. Trà My Idol khoe ảnh du lịch Tết dương lịch cùng gia đình nhỏ. Noo Phước Thịnh vẫn giữ diện mạo cực bảnh sau scandal chuyện tình cảm.